Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay với lại kênh Tốt Một Triệu Lo Lo của mình ngày hôm nay ha. Thì mình vừa bán đồ chơi thủ anh em, rồi tóc biến lên chơi nè. Đấy, wow, đánh đánh đánh, ồ cho trâu thế, mọi người ra công nhận con trâu các bạn. Đánh nào mình còn chưa gõ một bé, hồi máu lại hai bé, ok, rồi hen chạy nha. Hôm nay thì team mình là thằng Mina đi đi top anh em. Rồi ba bé, ok, quá thơm luôn. Bán đồ cho thủ cái quánh mạnh lên hẳn luôn nè, có đam cái quánh bây giờ máu lại liên tục luôn. Rồi lượm được thêm mình luôn nè, thêm lúc ui nó còn thuẫn kìa. Rồi thằng quánh manh nè, thằng quánh manh thằng quánh luôn nha, được rồi quánh luôn nha. Đây sắp hồn đi, sắp hồn đi, đâu thằng quánh manh đâu. À, nó vòng vòng này từ từ đồ tí, đồ tí nó mình dính được cái chiêu của nó rồi. Ôi chạy kịp nha, không nữa pha đó là mình Batman chạy không được, là pha đó là mình cậu vô lụm Batman các bạn. Thôi lùi đi, từ từ ôi rồi pha đấy. Chiêu chiêu chạy đi đâu nữa, nãy giờ chiêu là lằng tằng lằng ngoằng các bạn. Rồi lụm này luôn, lụm luôn. Từ từ bán mấy chú ý vẫn còn rồi, vẫn kịp. Ok bắn luôn, từ từ luôn, bỏ đi yêu, bỏ rồi tham chi yêu máu hết rồi. Thôi mình về các bạn, bán đồ cho đủ lên sách cây mạnh nắng luôn. Đấy, hồi nãy cái cây dây của mình nó hơi bị phèn các bạn. Rồi Mina 111 rồi, đi top mà nó fit kìa. Này, nó ăn kinh công nè. Mở qua đây. Từ nha. Từ từ, để mình chọn cái giáp hồi sinh các bạn. Ui Gary, ui Gary rất liều thiệt chứ. Và đó còn nhiêu nó bấu được là chạy chạy hết chạy rồi. Đấy, đấy, rồi rồi tầm này đúng hụt rồi, hụt chiêu rồi đấm đúng rồi. Bỏ đi cho nó đông lắm anh thần ơi, nó cầm AD mà nó lao thẳng vô lọc địch kìa. Đấy, nó mới một lần rồi mà mình còn có xương. Đánh, bắn xuống, bắn. Còn xin, chơi, ủa mọi người ra sau vậy? Rồi, coi được xong rồi nè. Ôi, nhưng mà câu cho, nè. Rồi, phải là win. Ôi, nhục nhã chưa, bắt đo. Quá nhục nhã luôn. Win, mà win bắt đo.